Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Phúc, thương hiệu Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là mẫu bơm hút chân không công nghệ Nhật Bản được lắp với động cơ công nghệ Úc độc quyền của chúng tôi. Bơm chân không dùng để giảm hoặc lấy đi lượng oxy trong một phòng hoặc một dây chuyền sản xuất. Sản phẩm được dùng nhiều trong các nhà máy chế biến vật liệu xây dựng hoặc để hút các khí dưới lòng đất. Ngoài ra còn dùng để hút bụi sản xuất vải vóc dùng cho dây chuyền làm bia hoặc các nhà máy sơn tĩnh điện. Sau đây là bơm chân không vòng nước. Công suất của motor là 15 kW, 20 ngựa. Tốc độ của motor lắp vào đầu bơm là 1460 vòng trên phút. Hệ số bảo vệ IP55, cấp chịu nhiệt F. Chế độ hoạt động liên tục S1. Ampere định mức khi đấu sao là 17,3 ampere, khi đấu tam giác là 30 ampere. Sau đây là tem của đầu bơm. Ký hiệu bơm chân không 15 kW là SW400 hay còn gọi là 2SK-6, 2 buồng bơm. Lưu lượng khí cao nhất là 5.500 lít trên 1 phút. Áp suất hút lớn nhất là 9,6 Pa hay còn gọi là âm 735 mm thủy ngân. Lưu lượng nước làm mát là 45 lít trên phút. Đường kính của đầu hút phù hợp là 60 mm. Mỗi đầu bơm có một khớp nối đi kèm để lắp đặt và trục động cơ. Đầu bơm và động cơ được lắp cố định trên bệ bơm và được chuyển động thông qua khớp nối này. Quý khách lưu ý, bể cấp nước cho bơm phải là nước sạch, chống rỉ cánh bơm và chống bị mài mòn. Đầu bơm có một cửa hút ở phía khớp nối. Cửa hút này được nối với bình trung gian. Bình trung gian này nối với buồng cần hút chân không. Bình trung gian này có tác dụng tích nước và giữ đất cát được hút ra từ buồng hút để tránh đất cát và buồng bơm gây tắc van một chiều.